Ngày hôm nay một nhóm tay súng đã tấn công vào học viện quốc phòng Masafahim tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Giới chức Afghanistan cho biết là ít nhất hai binh sĩ đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công này. Các nhân chứng cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 10 giờ sáng giờ Việt Nam. Một phần tử đánh bom liều chết đã kích nổ bom ngay trước cổng học viện quốc phòng Masafahim. Sau đó một nhóm tay súng tấn công vào cơ sở này và giao tranh với các binh sĩ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết, có 5 tay súng tiến hành vụ tấn công này và vụ tấn công nhằm trực tiếp vào đơn vị quân đội bảo vệ an ninh trò viện. Hãng tin Reuters cho hay, tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công.